Thưa quý vị, chùa Long Phước hay còn gọi là Long Phước Cổ Tự, tọa lạc ở phường 3, bên bờ nam dòng sông Vàm Cỏ Tây, là một trong những ngôi cổ tự được thành lập rất sớm tại làng Bình Lập, phủ Tân An, nay là thành phố Tân An. Chùa được xây dựng vào nửa đầu thế kỷ 19, cách này trên 200 năm. Không chỉ giữ được kiểu dáng kiến trúc truyền thống của ngôi chùa cổ, nơi đây còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Nam Bộ xưa. Chùa Long Phước được xây dựng với chiều dài 40 m, rộng 12 m, theo kiểu kiến trúc tự viện truyền thống của Nam Bộ. Quần thể kiến trúc của chùa theo mô hình sắp đội, còn gọi là cách ướp chén chồng nối liền nhau. Chính điện được xây dựng bằng gỗ cam xe theo kiến trúc tứ trụ. Mái lợp bằng ngói vảy cá, nóc bánh ít, nền gạch tàu, vách dán bổ kho, dán ghép theo khung gỗ. Mỗi hiện vật, bức tượng, bức tranh, tác phẩm điêu khắc trong chùa đều có nét kiến trúc độc đáo, họa tiết hoa văn rất tinh xảo, cổ kính. Từng chi tiết chạm trổ đều là hoa văn cổ đặc trưng, gắn liền với nền văn hóa con người ở vùng đất Nam Bộ. Các cặp câu đối được trang trí trên các cột gỗ hoặc cột xi măng và trên vách tường đều có ý nghĩa về đạo và đời. Ngoài ra, các bảo tháp được xây dựng tại chùa có khắc chữ ghi lại công lao đóng góp xây dựng chùa, cũng như phát triển Phật giáo của các vị tổ trụ trì chùa qua các thời kỳ. Với lối kiến trúc kiểu tự viện truyền thống của Nam Bộ xưa, các gian của ngôi chùa được xây nối tiếp nhau. Phần gạch lát, mái ngói đồng nhất màu nâu sẫm, giản dị, mộc mạc, tăng thêm phần đặc trưng của kiến trúc cổ kính. Nếu như bên ngoài các gian chùa rộng lớn tạo nên thế vững chãi giữa đất trời, thì các bộ phận kiến trúc bên trong đều được xây dựng trang trí công phu, tỉ mỉ, giàu tính dân tộc, có giá trị thẩm mỹ cao. Chùa có 3 cái gian chính. Cái gian đầu là khu chánh điện. Khu chánh điện gồm ngôi nhà tứ trụ, và theo phong cách của miền Nam á, là cái ngôi nhà tứ trụ này chia làm hai. Phần đằng trước là thờ Phật, phần phía sau là thờ tổ. Thứ hai là phần tượng thờ, thứ ba là phần pháp khí. Pháp khí là những đồ dùng trong việc sinh hoạt, tu học, hành đạo ở trong chùa. Đầu tiên là cái quả chuông, đây là cái đại hồng chuông. Đại hồng chuông này là ngày xưa người ta gọi là chuông Bình Lập, bởi vì nằm ở làng Bình Lập. Và cái quả chuông này là một cái quả chuông nổi tiếng một thời. Thời ngày xưa khuya, người dân khi nghe tiếng chuông thì bắt đầu là nấu cơm chuẩn bị ra đồng. Và tiếng chuông này đặc biệt là không lớn lắm, nhưng cái tiếng vang ngân rất là trong và rất là dài. Bên phải là cái trống, ngoài ra nữa thì có cái lư hương bằng đồng, rồi một số cái bức tranh. Như ở trên tường cũng còn một số bức tranh cho các họa sĩ vẽ, thì khoảng năm 1970 vẽ về những câu chuyện đạo lý để mọi người đến xem bức tranh, đọc bài thơ, họ sẽ học tập được những câu chuyện đạo lý để giáo dục mọi người phải biết ơn. Mình làm việc gì cũng phải đem cái lòng từ bi, tình thương để giúp mọi người, và điều đó sẽ đem đến một cái tương lai rất tốt đẹp, và xây dựng được một cái đời sống an lành. Và những câu chuyện đó nó đơn giản mộc mạc nhưng lại là nó đem đến một cái giá trị giáo dục rất là cao. Ngôi chùa Long Phước nằm trong lòng thành phố Tân An, được biết đến không chỉ độc đáo về kiến trúc, từng chi tiết trong ngôi chùa cũng rất tỉ mỉ, tinh tế, đem lại cho du khách thập phương sự an lành, thanh tịnh mỗi khi viếng thăm giảng cảnh. Khi mà tôi vô chùa thì tôi cảm thấy tâm tôi được an lạc. Tôi nghĩ là giờ mình đã lớn tuổi rồi, thì gia đình cũng đã yên ổn hết rồi, thì thích vô chùa. Ai có công thì góp công, ai có của thì góp của, để gìn giữ ngôi chùa cổ này. Hàng năm, bên cạnh các lễ hội văn hóa tâm linh, đại lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những nghi thức quan trọng được tổ chức tại chùa Long Phước vào ngày 15 tháng 7 âm lịch hàng năm. Lễ Vu Lan được xuất phát từ rất lâu theo quan niệm của đạo Phật, ngày nay đã trở thành dịp để những người con, người cháu tỏ lòng hiếu kính với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Về ngày Vu Lan là để làm thắp sáng lên cái tinh thần hiếu thảo, làm thắp sáng lên cái lòng tri ân báo ân. Còn hàng ngày đều là những ngày lễ Vu Lan, hàng ngày các con các cháu đều sống với tinh thần biết tôn kính ông bà cha mẹ, biết làm những điều lành, những điều tốt để thể hiện là những người con hiền cháu thảo, một người Phật tử thuần thành, một người công dân tốt trong xã hội. Dù trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống thì chữ hiếu vẫn luôn vẹn nguyên ý nghĩa đối với mỗi người con cháu. Báo hiếu với đấng sinh thành, mỗi người có một cách riêng, nhưng quan trọng nhất là sự thành tâm, thành kính. Báo hiếu không chỉ là sự bù đắp cho cha mẹ đủ đầy vật chất, mà cần nhất vẫn là sự quan tâm, chia sẻ bằng những gì bình dị nhất, chân thành nhất. Cái ngày lễ Vu Lan này, mình có cái dịp này, mình báo hiếu cho cha với mẹ mình, rồi con cái mình cũng sẽ báo hiếu lại cho mình. Đây là cái dịp để báo hiếu công ơn phụ dưỡng của cha mẹ. Nhưng mà đối với em thì ngày nào cũng là lễ Vu Lan chứ không phải là riêng ở dịp tháng 7 này. Đại lễ Vu Lan giờ đây đã trở thành ngày lễ hàng năm. Đây không còn là một đặc thù riêng của người Phật tử mà còn là một nghĩa vụ thiêng liêng nhất của mọi người con hiếu hạnh. Dấu ấn nổi bật được duy trì nhiều năm liền tại chùa Long Phước là khóa tu mùa hè. Đây là một sân chơi bổ ích, kỳ nghỉ hè thú vị, lành mạnh, tổ chức cho thanh thiếu niên Phật tử từ 7 đến 18 tuổi. Không chỉ được học các nội dung như nghe thuyết giảng Phật Pháp, sinh hoạt kỹ năng sống, sinh hoạt an toàn giao thông, các em còn được tham gia trò chơi tập thể, đố vui Phật Pháp, biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại. Khóa tu mùa hè được duy trì suốt 12 năm qua nhằm giáo dục rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, đồng thời giúp các em trưởng thành hơn, có ý thức trách nhiệm hơn, biết tôn trọng và yêu thương mọi người. Ngày nay, chùa Long Phước vẫn là một trong những ngôi chùa cổ và lâu đời nhất tại Tân An. Trải qua 2 thế kỷ, chùa đã trùng tu nhiều lần, nhưng kiến trúc hình tứ trụ vẫn giữ nguyên vẹn nét cổ xưa. Trong tâm thức của người dân, ngôi chùa cổ Long Phước là niềm tự hào và là bảo vật còn lưu lại trên đất Tân An xưa. Ai về thăm phủ Tân An, nhớ viếng Long Phước bên Vàm Cỏ Tây. Chuông ngân dòng nước dơi đầy, hương cao dịu ngọt, hoa bay trắng thềm. Chùa xưa tích cũ uy nghiêm, quê hương còn mãi nhân duyên bồ đề.